Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhiều dự án có quy mô tầm cỡ quốc gia quốc tế liên tục lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến. Trong đó, huyện Thọ Xuân nổi lên là điểm sáng để các tập đoàn doanh nghiệp tìm về. Dự án TNR Star Lam Sơn tại huyện Thọ Xuân hội tụ đầy đủ những điều kiện để trở thành thỏi nam châm lớn thu hút đầu tư, trở thành đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa. TNR Holdings Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trong việc khai phá tiềm năng, thế mạnh của vùng đất này trong lĩnh vực bất động sản, là đơn vị đã đầu tư xây dựng dự án nhằm mang lại cho cư dân một sản phẩm hiện đại, tiện ích và quy mô lớn. Trong chương trình Cẩm nang gia đình 4.0 ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng khám phá về dự án TNR Star Lam Sơn. Theo dự án, khu đô thị thương mại dịch vụ cao cấp TNR Star Lam Sơn tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất của thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, là nơi giao điểm quốc lộ 47 và đường Hồ Chí Minh, kết nối các trọng điểm kinh tế du lịch như khu di tích lịch sử Lam Kinh, sân bay Thọ Xuân, khu công nghiệp Sao Vàng, khu công nghiệp mía đường Lam Sơn. Khu đô thị thương mại dịch vụ cao cấp TNR Star Lam Sơn nằm trong chuỗi dự án do TNR Holding phát triển, được kiến tạo tại vị trí Tam Cận Đắc Lộc, Vượng Khí Sinh Tài, với kỳ vọng tái hiện về một kinh đô sầm uất và thịnh vượng. Theo quyết định số 3065 ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, dự án TNR Star Lam Sơn được chấp thuận đầu tư và giao cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hanovit thực hiện giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 148 tỷ đồng. Để sớm đưa dự án TNR Star Lam Sơn trở thành nơi an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời bền vững và mang đến những giá trị lợi ích thiết thực cho cư dân, thời gian qua, chủ đầu tư đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt. Đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung như hệ thống giao thông nội khu, cấp thoát nước, chiếu sáng, xử lý rác thải đang được khẩn trương thi công. Theo kế hoạch, giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án sẽ được hoàn thành trong quý 1 năm 2022, dự kiến đi vào hoạt động trong quý 3 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, với vị trí đắc địa, căn cứ pháp lý rõ ràng, dự án TNR Star Lam Sơn hứa hẹn sẽ trở thành một khu đô thị đẳng cấp, mang đến những tiềm năng bứt phá về giá trị trong tương lai. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.